Video hôm nay sẽ phân tích cổ phiếu Thế Giới Di Động và FPT Retail, cổ phiếu ngành bán lẻ nào đáng để anh em đầu tư. Về phân tích cơ bản, cổ phiếu Thế Giới Di Động có EPS được cải thiện từ 16% lên 27% vào quý 2, doanh thu từ 5% lên 20%, một phần là nhờ chuỗi Bách Hóa Xanh đang hưởng lợi từ dịch Covid và chứng tỏ được Bách Hóa Xanh là mô hình triển vọng trong tương lai. Thế Giới Di Động là nhà bán lẻ số 1 Việt Nam với hơn 4.000 cửa hàng và đang đẩy mạnh phát triển hệ thống mini, vươn vòi tới những vùng sâu vùng xa, củng cố tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Thế Giới Di Động.